Các bạn đang xem FPT Shop Channel và đây là video trên tay Note 9 tại sự kiện Samsung Unpacker của FPT Shop. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chiếc máy này nhé. Đầu tiên với thiết kế thì chiếc máy này không có nhiều khác biệt so với chiếc Samsung Galaxy Note 8, nhưng phần viền của chiếc máy đã được gia công tỉ mỉ hơn với những đường cắt kim cương và nó sẽ có lớp sơn nhám để tăng ma sát khi cầm nắm thay vì sử dụng lớp sơn bóng như thế hệ trước. Thay đổi lớn nhất trên Samsung Galaxy Note 9 sẽ đến từ cây bút S Pen, khi mà bút S Pen của Samsung Galaxy Note 9 năm nay có khả năng kết nối thông qua Bluetooth với máy để giúp cho người sử dụng có thể sử dụng nó như một chiếc gương chụp ảnh, next bao video đang chạy hoặc chuyển đổi các file trình chiếu trong bài thuyết trình. Nói chung là nó có rất nhiều tính năng, và nếu đã có khả năng kết nối Bluetooth thì tất nhiên cái bút S Pen này sẽ có pin ở bên trong và sẽ được sạc khi chúng ta cắm vào chiếc Samsung Galaxy Note 9, và cái thời gian sạc của nó chỉ là 40 giây mà thôi. Máy vẫn sẽ có 4 phiên bản màu sắc bao gồm xanh, đen, vàng và tím, tương tự như những phiên bản Samsung Galaxy S9 và S9+. Màn hình của chiếc Samsung Galaxy Note 9 sẽ có kích thước 6.4 inch, tỷ lệ vẫn sẽ là 18:9, độ phân giải 2K, tấm nền Super AMOLED, tức là nó đã được tăng kích thước một chút so với chiếc Samsung Galaxy Note 8. Thế nhưng cái kích thước của máy đã được tối ưu lại, giúp cho chiếc máy tuy rằng có màn hình lớn hơn nhưng kích thước lại không lớn hơn so với chiếc Note 8. Chiếc máy này cũng sẽ được sở hữu viên pin lớn lên đến 4000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh mới, giúp cho chiếc máy rút ngắn thời gian sạc đầy của pin này. Vân tay của máy được thay đổi vị trí nằm ở phía dưới camera để người dùng có thể dễ dàng sử dụng hơn, trong khi cụm camera thì vẫn giữ vị trí nằm ngang tương tự như Samsung Galaxy Note 8. Cấu hình của Note 9 thì vẫn sẽ là Exynos 9810 hoặc Snapdragon 845 tùy theo từng thị trường, và bộ nhớ RAM vẫn sẽ là 6GB. Đặc biệt thì bộ nhớ tiêu chuẩn của Note 9 sẽ là 128GB, tương đương với mức giá là 1000 USD, và phiên bản 512GB tương đương mức giá 1250 USD. Thông số về camera của Note 9 cũng sẽ không thay đổi so với S9+. Giao diện phần mềm camera thì cũng sẽ không thay đổi, nhưng đã được bổ sung thêm tính năng AI giúp cho Note 9 có thể nhận diện được những cái bối cảnh chụp khác nhau, ví dụ như là đồ ăn, thức uống hay là chụp phong cảnh, để có thể điều chỉnh màu sắc, từ đó đưa ra mẫu ảnh đẹp nhất cho người sử dụng. Và trên đó là video chia sẻ về Samsung Galaxy Note 9 của FPT Shop. Nếu như các bạn đã quan tâm đến Note 9, hãy click ngay vào link ở phần mô tả phía bên dưới video để đặt hàng trước. Sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn đến từ FPT Shop dành cho chương trình pre-order Samsung Galaxy Note 9 này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.